cô gia cư như Uzin chỉ có thể đi đến công viên để trốn. Tai nạn xe 13 năm trước đã khiến cô mất đi thanh xuân, tỉnh lại thì phát hiện người thân cũng bỏ rơi cô. Tuy bây giờ cô đã 30 tuổi, nhưng tâm trí vẫn dừng lại ở tuổi 17. Mất đi người thân, cô phải sống thế nào đây? Nghĩ đến đây, Seo-ji bất lực quả khóc nức nở. Sáng hôm sau thức dậy, trông cô rất thảm, hình giống như một người vô gia cư. Đi ngang qua một quán ven đường nhìn người khác đang ăn, cô thèm đến chảy nước miếng. Một tình nguyện viên tốt bụng đã đến và nói với cô ở gần đó có phát bữa trưa miễn phí. Seo-ji nói cô không phải người vô gia cư, nhưng bụng cô lại không nghe lời mà kêu lên. Không còn cách nào khác, cô đành đi xếp hàng. Một người vô gia cư nói với cô ông ấy rất đói, có thể cho ông ấy chen hàng được không? Seo-ji tốt bụng nhường cho anh, nhưng cô không ngờ rằng đối phương đã lấy hết phần cơm còn lại. Đến lượt cô thì thức ăn đã hết. Người phụ nữ phát cơm thấy cô đáng thương, nên đã đưa cho cô chiếc bánh choco pie của dì. Seo-ji nhanh chóng tìm một chiếc ghế trống chuẩn bị thưởng thức bữa ăn không dễ có được này, nhưng cô lại thấy biển quảng cáo ngã, vì vậy cô đặt chiếc bánh xuống và đi dựng biển quảng cáo lên. Nhưng lúc này một người đàn ông đi đến ngồi lên chiếc ghế đó. Seo-ji quay lại nhưng không thấy choco pie, nên cô hỏi người đàn ông xem anh ta có nhìn thấy nó không. Nhưng người đàn ông trong mắt chỉ có công việc đã phớt lờ cô. Cho đến khi anh lấy máy ảnh ra, Seo-ji xuất hiện trước máy ảnh thì anh mới nhận ra đó là Seo-ji. Hóa ra anh chính là ông chú Uzin ăn mặc lôi thôi lúc trước, nhưng Seo-ji lại không nhận ra anh, vẫn nghĩ đến chiếc bánh. Lúc này Uzin đứng dậy rời đi, Seo-ji mới nhìn thấy chiếc bánh đã bị anh đè nát. Tâm trạng của cô lập tức chạm đáy, đây là bữa sáng duy nhất của cô ấy. Lúc này Uzin cũng nhận ra mình đã làm hỏng chiếc bánh của cô. Để đền bù cho cô, Uzin nói rằng sẽ mua cho cô một cái khác. Sau đó anh đã đưa cô đi mua, mà người qua đường tưởng anh đi ra quần, họ rất kinh tởm anh. Seo-ji không thể chịu đựng được nữa, cô cởi áo của mình ra che cho Uzin. Nhưng khi đến ngã tư, Seo-ji nhặt được tiền của một dì, cô nóng lòng muốn trả lại tiền cho dì. Nhưng khi cô đuổi kịp dì, cô nhận ra rằng mình đã lạc mất Uzin. Buổi tối, một chú chó cứ lảng vảng trước cửa, đột nhiên cánh cửa mở ra. May mắn thay, Jennifer đã kịp thời bật đèn, và người họ mới nhận ra đó là Seo-ji bị đói ngất. Seo-ji dùng chút sức lực cuối cùng để nói ra chữ cơm, sau đó ngất đi. Lúc này Jennifer đã làm một bàn đồ ăn cho cô, lúc này cô đói đến mức ăn không còn hình tượng của mình. Trong khi ăn, Seo-ji mới biết Uzin chính là ông chủ ghế khái trước đây.